À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tiểu lực Attila. Mình đã chơi cho vua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của vương quốc Langoba để đi tàn phá thế giới và sẽ chinh phục thế giới luôn. Ở tập trước thì các bạn biết rồi, mình đã bắt đầu thằng này lại còn thêm một cái trai nữa này. Thái tử của chúng ta đều rất tuyệt vời luôn này, thẩm quyền này, cộng trung thành này, hoạt bát nữa, nhiệt huyết. Ồ, lại lấy được em vợ hung nô cộng 2 xảo quyệt nữa thì mới có tướng cấp 4 mà tất cả các chỉ số đã cao như này được cơ mà. Thêm một cấp nữa thì cộng tất cái này 3. Cộng cái nhiệt huyết để lên nữa lên đây. Nó sẽ lên 10 nhiệt huyết à? Ai à, không phải dạng vừa đâu. Được đấy. Thái tử của chúng ta cũng có tố chất lãnh đạo đấy chứ nhỉ? Thái tử của chúng ta có tố chất lãnh đạo đấy. Chúng ta cần rất nhiều các cái tướng lĩnh mới để thay thế cho các cái tướng lĩnh già này sắp nghỉ hưu. Đồ đốc. Rồi. Quân đoàn này à. Quân đoàn của tướng Huyền Thoại 19. Nó thiếu cái gì nhỉ? Có thiếu gì đâu. 19 đơn vị quân. Một thằng lính gậy nữa. Trời ơi, hung nô. Mình đảo qua xem tình hình ngoại giao nào đã. Thằng này nó lại khôi phục được cái vùng đất đây nên là chiến tranh với thằng phương Bắc à. Mình đang có một quân đoàn tiến sát ở phương Bắc. Đây. Tiếc rằng quân đoàn này thì mới thành lập, chưa có khả năng đi trên tuyết. Chắc lại bị chờ thời tiết à. Ta công trình vệ sinh dịch tễ lên đã. Nhiệm vụ đầu tiên. Sao bị trừ 4? Thống đốc vùng này đâu à? À, nó mới được bổ nhiệm nên nó chưa có cái công trình đấy à. Tỷ lệ nghiên cứu quân sự. Trời ơi, 3 lượt nữa chúng ta mới có thể có đội 9 đứa con của thần chiến tranh. Ready for battle. Không di chuyển được. For the tribe. Ai già thôi được vào lượt này chắc không có việc gì để làm thì qua lượt đã. Buồn đi. Sit friend and let us talk. Lại bắt đầu suy yếu. Mình đang muốn sử dụng thằng này làm con bài để tấn công lên phương Bắc. Shivo lại suy yếu. Chiến tranh với Ante. Mình vẫn chung kẻ thù với nó mà. Khó duy trì điểm ngoại giao nhỉ. Mình lại đang rất thân với cái thằng khỉ này mới đau chứ. Hispania. Điểm ngoại giao giữa mình và Hung Nô đang rất tuyệt vời luôn. Thằng này thì lại đi đốt nhà để đi bụi đời. Thua. Chiến tranh với Hung Nô nữa. Chắc là sắp dẹo rồi. Sassanid hạ 1, mình hạ 2. Greetings in the name of the state and so forth. Không chịu làm chư hầu của anh à? Không chịu làm chư hầu của anh thì không được đâu. Chờ cho qua cái mùa đông này đã.
Cái thằng Visigoth này nó mạnh hơn mình tưởng rồi đấy. Mình mà không có hành động thiết thực là khả năng nó sẽ một cái hiệp ước hòa bình. Enemies can gorge themselves on warriors' flesh, or will it be peace? Chưa phải lúc, chưa sẵn sàng hòa bình. Cắm trại trên đất của anh à? Liều nhỉ? Cắm trại trên đất của mình. Mà bây giờ kinh tế của mình khá rồi thì có thể mình sẽ bổ sung thêm các đơn vị quân nữa chứ. Đâu phải sợ. Có gì mà phải xoắn. Có hung nô nó sang nó khắc đốt khu vực này, mình không phải làm gì cả. Một cái hiệp ước hòa bình. Bây giờ chưa phải lúc để hòa bình với Đông La Mã. À, thằng này nó mò lên đất của mình này. Chỉ đạo sai lầm này. Khoản hối lộ lớn. Thôi được. Ý mày là làm sao? Về đây đã. Vua quân. Thằng này thì nó chắc định tròn đây để đánh cái thành này của mình mà. Ready for orders. Vệ sinh cộng 2. Hết luôn. Lên ở đây cả. Cả nhỉ. Rồi, rèn áo giáp lên. Chợ lương thực. Vùng này lương thực cũng khá, không sợ lắm. For the tribe. Come, fight for us, lads. Tưởng mày thế nào? Rút quân đoàn này về trước đã này. Warriors all. Quân đoàn này bây giờ sẽ đi hát rong để mua quân. Is that all? Is there nothing else? Cung thủ à? Cung thủ La Mã. Chắc thì mình không cần dùng đến cung thủ La Mã. Getting on our way. Gathering supplies. Đây, mình cần cái đội này. Mua bổ sung cho các đơn vị quân khác. Thằng tướng này ngu đần như này thì làm ăn gì? Ready for battle. Nhà vua thì phải rút về đây đã. Một trận chiến khá là căng. Quân đoàn của nhà vua thiếu cái gì ấy? Thêm một đội lính rồi. À, thiếu anh Long Be. Lượt nữa là mua được. Vậy, bình tĩnh. Nó không đánh được đâu. Trận trước nhà vua của chúng ta có đánh một trận khá là khúc tử đây. Nào, chúng này thích đứng ở đây à? Mày thích đứng ở đây à? Phục kích và đánh đêm như này mà quân ở tiếp viện trong thành nó ra đánh được à? Nó cũng không thể dám tấn công ở đây bởi vì đây có nguyên cả một hạm đội phòng thủ với cả một quân đoàn full của nó. À, dựng trại ở trong nhà. Mày thích dựng trại. Thái tử của mình sẽ phải luyện cấp lên. Thái tử của mình sắc gì chỉ số cũng không kém gì vua cha đâu. Vua chỉ số rất tuyệt vời rồi. Thái tử chắc cũng mạnh. Hai đời, không phải ba đời lấy hung nô rồi.
một trận đánh đêm. Không biết nó có chịu giam nhỉ. Dàn hàng ngang tiến lên cho nó chất. Nó cũng không có nhiều các cái đơn vị này. Nó không nhiều các cái đơn vị à. Không có đơn vị tầm xa mấy, mình không sợ. Chui ra đây con. Đúng rồi, nó không có tầm xa. Nó chạy ra rồi, nó buộc phải chạy ra. Ôi, tướng này này. Quá nhiều skill luôn để hỗ trợ quân đoàn luôn. Liên kết này. Con roi thứ hai rồi. Bắn chết mấy con ngựa này cho anh này. Bộ binh của nó không quan trọng. Úi dồi. Rồi, cứ khử mấy con ngựa này trước. Cho nó khỏi quẩy linh tinh. Lá chết con ngựa. Lá bọn này này. Ngựa bên này thì để mấy thằng kiếm này nó xử lý. Đây. Mấy thằng kiếm này nó có phi lùm. À mấy con ngựa này nó có thể thay tướng chỉ huy này. Nó có cái quầng xanh xanh này, nó có thể thay tướng để chỉ huy đấy. Đúng rồi, nó càng chưa lên vội càng tốt. Rồi, bắn bọn này. Nó chạy quá cơ. Có vẻ như quân của mình dàn hơi mỏng nhỉ. Nguyên cả một quả đạn nó lổ vào đây. Ui dồi, ui dồi. Thấm thế. Rồi, vã thằng này cho anh. Không lại chết con mình. Rồi. Lên đây. Ném ngang cho anh. Rồi, đội kỵ binh của anh rồi. Chờ xíu, ai là? Để đấy mấy long bè này lên đã. Đội hình kinh cương xông vào. Kiếm của nó à? Lạt bét luôn. Đội hình kim cương lao vào. Rồi. Uầy, lạt luôn đội hình. À, đội quân của chúng ta lại điên cuồng chém giết rồi. Điên cuồng chém giết, đúng rồi. Hai thằng này nữa, xông pháo. Tàn sát, đừng để cho chúng nó chạy. À, từ đây này. Úi dồi, tướng của nó ăn no đòn.
xong rồi. Rồi tướng của nó chắc ăn nguyên đạn pháo chắc chết rồi. Rồi đi quẩy bọn tụi anh của nó, quẩy cực phiêu. Úi dồi ôi. Bắn vào đây, bắn vào đây, bắn vào đây. Bắn tầm đấy gần quá, chết con mình. Ôi mấy thằng này nó điên rồi, có kiểm soát được đâu. Mấy thằng này hết điên chưa? À rồi đây rồi. Rồi, bắn vào đây đi. Gì chứ mấy thằng kiếm của nó. À đúng rồi, mấy thằng kiếm của mình còn có phi lưu ném mà. Vẫn rất liều chạy ra. Sốc cho nó phát rồi. Sốc còn nó phát nữa. Ờ, mình còn chưa sử dụng đến các cái phim hỗ trợ này cho quân đoàn này. Longbar Sourceman. Đội hình kim cương đấy. Victory. This is your day. Rồi. Ôi, cái bọn ném lao cái ném chết cả ngựa mình. Nhưng mà trận này chắc là hồi lại quân được thôi. Lại hồi được quân. Có 6% chắc là gần đầy không nhỉ? Không đầy thì cũng gần đầy. 6%. Nâng kỵ binh lên đấy. Đây rồi, kháng. Kháng hao tổn do tuyết rơi rồi. Mắc rồi, ổn. Đã xong. Nào thái tử của chúng ta đánh trận tiếp theo. Ở đây nó đông quân quá nhỉ. Thái tử mà đánh gần này trận thì chắc là cũng lên cấp khá. À trận này nó nhiều cung quá. Nhiều cung thì chắc phải cho ngựa đi lùa rồi. Trận này nó không có ngựa thì mình sẽ cho ngựa đi lùa cung của nó. Nhưng mà... À, cái này thì dựng test studio trước đấy. Lại mưa. Mưa là mình không có thích lắm đâu. Chui ra đây con. Đội cung nó đông lắm. Ăn luôn sợ gì. Nó lên đến nơi chắc chết cũng cơ số. Phải dùng pháo đời cuối để bắn thì nó mới thấm được. Rồi, dã vào bọn cung nó.
Dăm ba cái thằng Speed này, giáo binh. Còn đội hình giãn cách cả con. Giãn cách đội hình ra để đỡ chết à. Rồi. Đạn nó bay văng văng kiểu gì nhỉ. Úi dồi. Bây giờ phải bắt đầu. Chết cơ số quân của nó. Xem nào, tháp canh nó bắn đến đâu. Nằm ngoài tầm bắn của tháp canh rồi. Đến đây thôi. Để nó áp sát đấy. Vẫn chịu được mà, cứ chịu đi. Canh nó ra ngoài rồi, ngoài tầm bắn của tháp canh rồi. Chỗ này thì vẫn bị bắn một xíu này, không thành vấn đề. Lomba Sosman, tiến lên. The battle is turning in our favor. Mày láo này. Ui, mày làm mãi chịu đòn kém thế. The enemy refuses to admit defeat. Their unit has rallied. Để mấy thằng kiếm nó chịu tốt hơn. Ngọn roi thứ hai. Búp lên cho anh em nào. Rồi. Mấy speed thì chịu đòn yếu vãi chưởng. Chán lên. Tướng của nó từ đã tướng nó chưa chịu lên kìa. Kim cương rồi. Úi dồi. Chơi thằng tướng nó. Cái gì? Kỵ binh của mình xông thẳng vào lính speed của nó luôn. Lomba Sosman chém chết nó cho anh. Úi dồi.
giáo binh Bắc Âu ấy. Vài lượt nữa thôi là cái đội này nó sẽ lên đến đứa con của thần chiến tranh luôn. Ô, thằng tướng của nó không chịu di chuyển. Cái này mình xông lên là tháp canh nó phơi cho. Đành phải chịu thôi, biết làm sao. Rồi, cho mấy thằng La Mã đứng chơi. Phơi chết bên này chơi. Kỵ binh đâu à? Chết luôn. Mấy thằng long bay này nó vào nó chém được. Đấy như thuê giáo giải xác mà đích. Kinh nhỉ, nó không chịu chạy. Rồi xong. Chạy lốt đi, chạy lốt đi. Rồi mình đỡ được công. Không thì mình mà công ấy thì chạy vào bị thắp, bị chòi canh nó bắn nhau thì cũng mất khá khá quân đấy. Để xem thái tử của mình trận này combo được mấy trận, hai trận rồi đúng không? Hồi 3% quân. Ôi dồi, nó gần hết quân. Nó gần hết quân. Hồi cũng khá khá. Combo tiếp trận nữa. Đạo này thậm chí không có lính tầm xa, có một đội kỵ. Khử luôn đội kỵ. À, nó không có lính tầm xa thì không cần cho mấy thằng La Mã lên vội. Cho mấy thằng La Mã đứng đằng sau thôi. Không có lính tầm xa thì cho mấy anh long bè đứng luôn gần đi. Xử nó luôn. Lombard Swordsman. Rồi, trận này cho mấy anh La Mã được chơi. Sorry. Đứng vào đây để có thể búp nhanh nhất cho binh sĩ, đội kỵ binh của mình nhé. Lùa tốt. Kỵ binh của mình là kỵ binh mạnh nhất của Long Bear rồi. Đây là bọn Loop Horse. Coi như linh kiếm của nó có khả năng ném lao đi đâu. Ôi, phát đạn đầu thấm đòn phết nhỉ. Đánh bắt kiếm của nó, kiếm nó ném lao được. Mấy con ngựa của nó thì có cái gì mà gớm. Sao lại có một thanh niên đứng ở tận đây? Mình để sót à? Thôi được, 5 thằng là đủ rồi. Vã con ngựa đấy xem nào. Úi dồi ôi. Nó di chuyển liên tục làm mình đạn của mình bắn bị trượt đi. Úi dồi ôi, vẫn chết. Úi dồi ôi.
Cái binh thương dài này là nó sốc bộ binh của mình chết rất nhiều đấy. Binh thương dài sắc sông. Thuyết mà nói thì cái bọn kỵ binh này mình không phải sợ bởi vì nó sẽ không ăn chống được kỵ binh của mình. Nhưng mà xong, hay quá. Đấy, đội hình kim cương này. Chết mất 6 thằng đấy, không phải đùa. Không cần. Mấy anh Long Bè này tiến lên đây. Phá rồi. Lá đây. Ui. Sao không? Đội kỵ nó sốc cho phát mà chết nhiều thế này cả. Đấy, mấy con sốc kỵ này nó đánh cũng giấm đời lắm. Ở đây. Sổ quân được búp rất nhiều thứ. Rồi đội kỵ binh của mình sốc một phát nó mất tinh thần luôn. Ngại điên cuồng chém giết à? Ờ cho mày điên cuồng chém giết luôn. Mình tính hợp lý thì mình phải đánh cái thằng kỵ binh của nó trước, không là nó sốc mình đấy. Còn có vài con mà nó sốc mình chết mất nhiều quá. Cái binh lùi lại á, tắt đội hình này đi đã. Ôi mấy thằng này nó điên, nó chém lung tung quá, mình cũng không kiểm soát được rồi, chạy lung tung, tại nào kiểm soát được. Rồi đánh cái lùm chết chúng mình. Đúng rồi, La Mã, linh kiếm La Mã này có lợi thế là nó có thứ lùm nữa. Trong khi mấy thằng Long Bè này không có. Rồi, thêm một thằng nữa. Lại thêm một trận chiến thắng nữa. Trận này xem hồi quân nào. Mấy thằng kia nó nổi điên, nó chạy lên là mình mất khớ khớ quân. Mười phần trăm quân. Thái tử lên cấp à? Hay thế nhỉ? Hồi cũng khá khá quân mà. Ồ, liên kết thứ hai rồi, ngọn roi thứ hai. Kiêu ngạo à? Sao tự dưng lại chui ra đâu cái này thế? Vừa lượt trước còn gì có cái chai này đâu. À, thắng trận nhiều quá, kiêu ngạo à? Có một cái xe bắn đá. Lại phải phá xe bắn đá trước. Thái tử của mình ấy, có cái chai tự dưng chui đâu ra cái chai đấy nhỉ? Rõ ràng vừa lượt trước không có.
đây có cái đồi này. Chết kha quân ở trên đồi. Bắn xuống. Ủa cái đồi này nhìn quen quen. Thế thôi. Cho hai thằng kiếm kể ra được bốn thằng thì ngọt quá nhỉ. Nó đứng nó lém cái lùm ở hai bên cánh này này rất tuyệt đấy. Nó buộc phải lên bởi vì là xe bắn đá nó tầm bắn ngắn hơn xe bắn đá của mình. The enemy should know when the odds are hopeless. Tướng của nó lại chạy ra đằng sau. Khỉ thật. Chưa đủ tầm bắn. Rồi đạn nó cứ xoay nhỉ. Cái đạn của này mình thấy nó bay chả khác gì kiểu tên lửa chống tăng ấy. Nó bay xoay. Cuối cùng của nó bị bắn. Thấm quá, chạy rồi. Bắn đá của nó còn lâu mới bắn được mình. The enemy have rallied their units. À, mấy thằng điên này lại chạy đi đâu ấy? Bắn đây cho anh. Sập, còn một khẩu nữa. Thằng tướng ngu xui vào đây. Sập lốt rồi, ok. Rã và đám khu vực nó. Pháo đã xong rồi. Được chúng mày thế nào? Thế thì thường thôi. Giời ơi. Chỉ thế thôi à? Ăn lo đạn pháo. Swordsman!
tiến lên. Hoặc tướng nó chưa chạy, chưa chết nên là chúng nó vẫn chưa bỏ chạy. Ai già, vẫn còn có thể lén được anh. Rồi, Long Ba Swordsman ở đây rồi đi. Ở đây. Rồi, đã có Long Ba Swordsman đến đây rồi. Tướng địch đã chết rồi. Đạn pháo lổ này kinh lắm. Một chiến thắng nữa. Cái đội kiếm kia nó chém chết 16 thằng của mình thôi. Gớm phết đấy, người đùa đâu. Ba phần trăm. Chắc mình sẽ... Uầy. Mình làm một phát hơi nhiều đấy nhỉ. Ready for orders. Aidan, Kichitan. Chạy à? Trận này có cần phải phục kích và đánh đêm không nhỉ? Từ nhá. Get on our way. À, nhưng mà nó nhiều cung thủ lắm. Cứ đánh cho nó nhàn. Đội gì ấy hồi đầy gần hết quân rồi. Đội gì? Có nhiều cung như này mình đánh ẩu là mình vỡ mồm đấy, không đủ thì không dại gì. Sau một trận cua như này thì thái tử của mình. Thái tử tự dưng chắc là cái à chiến thắng nhiều quá, sinh ra tính kiêu ngạo. Nghe có vẻ hợp lý. Thái tử thắng trận nhiều quá. Sao lại có ngay cái quả đồi ở đây này? Ngay cái quả đồi trước mặt. Ra góc này để tránh bị tránh bị vướng tầm nhìn. Mấy thằng kiếm này rất là hữu dụng. Nó có phi lum, tuyển thêm được mấy thằng kiếm nữa thì tốt. Mấy anh La Mã chuyến này chỉ có đứng nhìn thôi. Anh Long Be này đứng sau. Lúc nào giáp chiến thì bắt đầu mới xông lên. Noble Horseman. Chúng ta phải chú ý trận trước là đội kỵ binh của nó phẩy của mình chết rất nhiều. Nên trận này mình sẽ phải làm sao loại bỏ cái đội kỵ binh của nó càng sớm càng tốt. Kìa. Lấp ló đội kỵ binh của nó này. The enemy has been spotted. Bắt đầu bắn rồi. Nhưng mà phải chờ đội kỵ của nó đến phơ đội bọn kỵ binh trước. Đây rồi. Ăn bọn này cho anh. Cái bọn này cứ... Đây này, kỵ binh thương dài này nó là sốc kỵ. Đấy, đúng rồi. Đấy, phải thế. Khôn vãi nhà nó đi. Chết đi thế.
đâu. Lắm của mấy con ngựa này, không sợ cung nó bắn từ dưới chân lên thì không thấm được lắm đâu. Bốn mươi phần trăm độ gắn kết, giảm mệt mỏi binh sĩ. Ngựa nó leo đồ thì không ăn thua rồi. Nó đâu nhỉ? À đây. Ôi nó sốc này, chết nhiều không? Đó là lý do tại sao mà mình chết ghét mấy con sốc kỵ này của nó. Sốc chết nhiều lắm. Nó kìa. Ăn nó. Ôi ôi, mấy thằng Long Ba này nó nổi điên là nổi quan. Tiến lên. Tiến lên. Giết chết con ngựa này. Tấn công tướng của mình cơ. Láo thật. Con này còn có 5 con ngựa mà mãi cũng chết đấy. Vẫn bắn được à? Gớm nhỉ. Mấy con này xông pha sớm à quá. Lại điên cuồng chém giết rồi. Ôi nó chạy xuống tận đây để chém giết rồi. Rồi. Bọn lính này của mình nó nổi điên ghê quá. Tứ nó chưa chết à? Còn vài lượt nữa thôi là chúng ta có thể có đội để cuối rồi đấy. Bắn tên ác quá nhỉ. Chạy cũng nhanh. Không bắn được. Mày. Đấy, cái đội lính kiếm của nó rất sát thương rất cao. Thằng sốc kỵ cũng thế. Ôi, thế là mình khua hết cả một đám này luôn à. Khua hết cả đám luôn. Còn thằng còn lại, giết lốt. Chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Gần đây hết.
vẫn chưa lên cấp được. Yêu bóng tối. Khí chất khỉ chi cộng 15% khi chiến đấu ban đêm. À, cái này nó học được là do lúc nãy mình đánh liên tục, mình đánh đêm đúng không? Cái kiêu ngạo này, ta là người tuyệt vời. Không thật tình, ngươi không hiểu. Trừ một trung thành và một ảnh hưởng thì cũng không sợ lắm đâu, bởi vì trung thành mình có một cái này này. Quá tuyệt vời luôn. Warriors all. Thôi, trận như này thì auto cũng được. Một bình thái tử nó quay một phát chết mấy quân đoàn liền, sợ thật. Đấy, auto vãi xoài thật, chết nhiều thế. Thôi lại rút về đây, chúng nó tan nát hết rồi. Không vội phải đánh nhau làm gì. Ui dồi. Thái tử cua cho một vòng, chết cả một loạt. Rồi rồi, xem anh hung nô rồi. Đốt phá đây cho anh. Xuống khu vực này thôi, còn khu vực này mình sẽ chiếm. Khả năng cao mình xử lý xong thì mình sẽ giải quyết bọn phương bọn anh. Cái khu vực này tuyết rơi như này thì không biết kiểu gì. Bây giờ quân đoàn này mới thành lập thì chắc là không ăn được. Nếu có thể, có khi mình phải cho quân đoàn này xuống phía nam đánh nhau thôi. Phía bắc thì chắc là phải để quân đoàn khác. Ví dụ như quân đoàn của tướng huyền thoại. Đây, thôi rồi, qua lượt đã. Vẫn còn một thống đốc chưa được bổ nhiệm. Đám có đông cháu trai nhà mình đâu hết rồi. Thanh niên này vãi thế, 41 tuổi. Không có thằng nào ra hồn. Hình như là do thiếu tiền. Thương gia, xạ thủ, thương gia này. Mới tăng thêm được một vùng nữa. Britain, Managa đây, Managa này, Managa này thì bây giờ cho vào ảnh hưởng của dị giáo đi. Ảnh hưởng của tôn giáo của chúng ta đi, bởi vì vùng này nó bị ảnh hưởng của tôn dị giáo La Mã này, nguy hiểm lắm. Tích ngoại đâu nhỉ, không có cái tăng. Rồi, toàn tướng củi thôi được. Bây giờ mới qua được lượt thái tử cân phát hết. Ai chà. Ostrogoth, Visigoth. Mấy thằng phương Bắc này mạnh hơn mình tưởng ấy. Mấy thằng châu Phi này thì chắc khả năng không có gan đánh nhau mình.
cắm các cái hạm đội ở đây rồi, chắc không có gan đánh nhau đâu. Rồi, không nô đâu, di chuyển quân sang đấy. Đốt phá hết nhà của thằng Sắc Sâm ngay. Ui dồi. La Mã bây giờ chắc sắp tuyệt vọng. Sassanid nó tiến sâu quá. Muốn tiêu diệt Sassanid chắc phải nhờ đến Hung Nô thôi. Ra đây đã, một quân đi. À, nhưng mà thanh niên này xuất sắc, sức chiếm đóng xuất sắc phát hiện nhưng lại không có đội hình gì cả. Không cần, mình cần những đội binh này hạng nặng, hạng trung, không cần. Khỉ cái gió cái thằng Hung Nô này. Tốt rồi, mình có cơ sở để tấn công phương Bắc rồi. Toàn các quân đoàn mới thành lập cái này. Người của dân chúng. Lên ruộng. Vùng này lương thực rất nhiều à? Ô. Vệ sinh rất cao, không sợ. Thằng này dám mò vào đất của anh làm loạn đúng không? Mày thì chết rồi đúng không? Trời này không phải đấy. Toàn quân tào lao, đánh auto thì nó hơi mất quân tí mà kệ cho nó nhanh. Và mấy thằng Speed sống làm sao được với đội quân của anh. Ready for battle. Move out. Hai quân đoàn này sẽ được tiến lên phương Bắc. Quân đoàn này và quân đoàn của nhà vua và thái tử sẽ tấn công ở đây. Ready for orders. Ba đội à. Ô. Mình phải xây công trình lò rèn ở đây chứ nhỉ? Thực âm cả căng nhỉ. For the tribe. Thirsty for battle. 5 đơn vị thiếu có một đơn vị à. Rồi. Thôi được, cái từ ạ. Warriors all. Tướng này
dễ nhìn. Cộng một xảo quyệt. Nếu mình không nhầm, thằng này là con dê của mình. Thirsty for battle. Khử thằng này luôn. Welcome, worthy friend. Let us break bread and drink ale before words pass our lips. Không được. Đang cải tiến này. God in heaven, spare my arse. Well, why do you trouble my digestion today? Rồi, chúng ta đã chiến tranh với kẻ thù của nó rồi. Tuy là chúng ta không đánh thằng này nhưng mà Warriors all. Tuyên chiến luôn. Cỡ gì mà tôi sợ. Chắc thằng này nó sẽ cho quân xuống. Nó ăn được hay không? Thằng này là con dê của mình. Được. Con dê của mình. Trời mưa. Ôi giời ơi. Cái thành của nó đúng là cái kiểu thành của mình luôn. Vãi cả thành. Bên cạnh còn có cái hồ nước. Thua. Thua. Ở đây có một cái tháp canh duy nhất. Rồi. Đập cái tháp canh của nó đã. À, bốn đội lính kiếm ngọt. Thanh niên này hổ báo đội hình khá ngon rồi. Có bốn đội lính kiếm thì công thành khá là nhạt. Anh Speed thì khả năng chỉ có chống kích binh thôi. Mà có thể thì mình sẽ cơ động thêm. Tuy nhiên tướng này thì chưa có nhiều trai. Phá cái tháp này cho anh. Ok, kỵ binh của nó kìa. I want them dispatched. And this whole place leveled. Not one of them gets out alive. Gods, protect us! Kỵ binh nó tấn công à? Ôi, nó có lợi thế chạy từ trên đồi cao xuống. Bởi vì nó không phải sốc kỵ. À rồi, ok. Ok đi. Sốc qua được tất cả xe bắn đá của mình cơ. Rồi, không phải bắn. Mấy con ngựa nó không thấm rồi. Advance at speed. Forward!
cẩn thận, chó, cho người lùi lại, cẩn thận chết. Nó lại xông vào rồi. Mình ném pháo vào đây chết, khả năng cao là chết quân mình nhiều hơn. Nó có chó mới đâu, bọn này sốc không sợ. We're being ambushed. Legio, come to attack us. Cẩn thận mấy thằng thả chó nhá. Nghe cẩn thận mấy thằng thả chó này. Mấy thằng thả chó nguy hiểm. Long Ba Swordsman lên. Lên. Có rồi, chó, chạy. Nó thả chó thôi. Ở đây, nó giết mấy con chó đi. Không để nó cắn cửa mình. Infantry. Kill. Ôi, nó đông phết đấy. Ấy, mấy con chó nó cắn cho mà cũng mất khá quân rồi này. Còn không? Vẫn bị chó cắn à? Đây này. Mấy con chó này lì biết nhỉ? Xong, chó này thả hết rồi, không sợ. Quá à, thế mà thành một trận đánh khó khăn thế cả. Mấy thằng phương Bắc này nó có vẻ mạnh hơn mình tưởng đấy. Ôi ôi, giết. Này mà xem hồi quân mà không nhanh là chết đấy. Tướng này tướng mới thành lập, quân đoàn này mới thành lập nên là hơi yếu, nó không mạnh được như là các quân đoàn chủ lực kia của mình. Hay quá. Thế trận đã ủng hộ chúng ta, xông lên. Trận đang ủng hộ chúng ta. Thế nào mà có mấy con chó giết mãi xong này. Cả tấn công. Thôi đừng bắn nữa, không gặp chết con mình. Long Ma Swordsman. Ôi, quân nó đi thế nhỉ. Được kỵ binh rồi, đùa chết cho nó luôn rồi.
sao mà ăn được. Đúng là phải cần phải có đội kiếm La Mã này thật. Rồi chúng ta kiểm soát toàn bộ cái tỉnh này. Chúng ta kiểm soát được toàn bộ cái tỉnh này là điều cũng may rồi. Quân đoàn mới thành lập. Chưa thể mạnh ngay được. Cần phải luyện khá nhiều mới lên được. Vấn đề là bây giờ mình sẽ hồi quân thế nào đây? Mười một phần trăm quân cũng được khá nhiều. Quân đoàn cấp 1 lên một cấp nữa thì đẹp. Nó ta xây dựng cái gì đấy? Chuồng dê. À, công trình này thì có lính nỏ à? Lính nỏ thì thực ra cũng không hữu dụng lắm. Hết tiền rồi. Thanh niên này vô gia cư luôn. Ngon thì vào đây mà ăn. Quân đoàn của nhà vua bỏ bớt đi mấy thằng này đi. Không để làm gì cả. Đủ quân. Nhưng quân đoàn thái tử vẫn chưa đủ lính xịn. Không sợ, đội quân này nó không dám đánh à. Quân đoàn của thái tử còn thiếu 2 đội nữa. Mình có thể thành lập thêm một quân đoàn nào nữa nhỉ? Mắc rồi. Mắc rồi. Một em lễ tu nữa ở trên này. Lãnh thổ mình khá ổn. Thành bên này của nó không có cái công trình gì để có thể tuyển được quân. Trại đồn trú. Thế nào. Sắc sông chạy tan tác. Thằng đệ này bây giờ mình chiến tranh cùng với nó, với cái thằng phương Bắc kia là bây giờ nó với mình sẽ thân nhau hơn rồi. Đấy, một điểm lợi. Có thể mình sẽ phải thành lập thêm một hạm đội nữa ở phía Bắc nhỉ. Không biết có cần không. Garamatian. Ồ, mà anh không nồi, xuống đốt nhà của em phát. Anh cứ chạy lẩn vẩn đất nhà em, rồi anh cướp bóc này, em hết tiền đấy. Biết là các anh là lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc rồi nhưng... Mình chiến tranh với cái thằng... Mà ở đây định ăn mình đấy. Chắc là không ăn được. Gì đấy? Bước vào một thời kỳ mới à? Hy vọng đã hết. Only faith could save them. Chỉ niềm tin cứu vớt họ. The righteous cried out in fear. Người ngay thẳng
khác. Đừng nghe những lời tiên tri của bọn dị giáo. Hãy bỏ ngoài tai vì nó là tai họa đến trước cửa nhà chúng ta. Bắt đầu đến chính sách bất đồng chính trị ở đàn áp tôn giáo. And when he opened the fifth seal, I saw the souls of them that were slain. Bắt đầu vào thời kỳ phát triển mạnh của đạo Cơ Đốc rồi. Chúng ta đang theo tôn giáo là giáo dị giáo của người Germanic. Thực ra dùng cái từ dị giáo thì mình nghĩ nó không hay lắm. Đúng ra phải là gọi là cái tôn giáo cổ của người Germanic. Đó là cái tôn giáo thờ các vị đa thần, các vị thần này. Đấy là thần Cô Đơn đấy. Rồi, quý tộc sinh con này. Mục tiêu hoàn thành, sự tàn phá. Kỳ hạn làm việc đã hết. Sẽ không có sự nhân từ nào cho kẻ hung bạo sống sót đến năm 445. Chúng ta được thêm một tí tiền. Rồi. Bây giờ thì lại phát triển vào nhánh dân sự. Cái gì phải đến đã đến. Đang tăng trưởng đáng kể điểm ngoại giao. Greetings to you. I trust you. Thằng này. Mình xem đã, mình có lẽ mình vẫn cứ duy trì một cái cuộc chiến với cái mấy thằng phương Bắc nhưng mà mình sẽ không đánh chiếm nhiều. Có thể là như vậy. Ok, nó vòng vòng quân xuống đây rồi đúng không? Chắc nó định đánh tấn công vào cái cảng đấy của mình. Nhưng ở đây mình sẽ phải mua in ít cái... Bao nhiêu rồi? 6 chiếc à? Đây rồi, lên đội cung thủ đời cuối luôn. Đấy. Cung thủ tinh nhuệ Germanic. Tương tự như thế. Đi sợ lắm. Có thể là rèn áo giáp ở cấp cao này cơ. Thế phải rèn cho mấy thằng này đã. Đây rồi. Đây. Những đứa con của thần chiến tranh. Xuất sắc, sĩ khí xuất sắc, sát thương xuyên giáp, kém trận sát thương tầm xa. Đúng vậy. Sức khỏe 100, giáp, phòng thủ cận chiến 70, tấn công cận chiến 75. Đây chỉ là quân đoàn mới thành lập. Mình xem quân đoàn của thái tử hoặc là nhà vua xem nó mạnh cỡ nào. Thái tử thì quân đoàn cũng không mạnh lắm. Xem quân đoàn của nhà vua này này. 88 sát thương cận chiến. Ôi. Đây nó còn chưa được búp kiếm lên đấy. Phòng thủ cận chiến 73, sĩ khí 114. Được lắm. Hai đơn vị. Ready for orders. Starting out. Đòi lại một đơn vị này xuống để cho thái tử. Quân đoàn của thái tử ấy. Hourly patrols. Call this a garrison. Thirsty for battle. For the tribe. Đây rồi. Vẫn đủ để có thể chạy sang cái vùng đất đấy. À, từ từ đã. Journey completed. Tuyển anh linh kiếm nữa. Lương thực đi. 147 lương thực thì cũng khá mà nhỉ. Hết tiền rồi. Lười. Không được đánh nhau lười luôn này. Thằng này không dám đưa quân đi đánh mình, đô đốc à? À, thằng nào không dám đánh nhau mình. Có
khi mình phải xử lý mấy thằng phương Nam đấy trước nhỉ. Hay chiến tranh mình à? Cái chính là nó chiến tranh với Hung Nô. Thằng này cũng chiến tranh với Hung Nô. Tốt rồi, bọn này ngu hết rồi, chiến tranh với Hung Nô hết rồi. Thằng này vẫn còn đang thân với mình được, lượt sau thì mới giả. Thằng này chiến tranh với cả hai thằng này. Như vậy là cái vùng biển này của mình khá là ổn. Để mình xem tình hình là Rubian trade được mà. We will gladly listen to your offer. Thằng này thì thân mình ra mặt luôn. Thằng Phanh ở chỗ nào ấy? Đây à? Are you brave? Phanh thì chắc là không còn đánh được ai nữa rồi. Chỉ đứng ở đấy và chờ chết thôi. Quân đoàn này quá hổ báo luôn. Nào, màu vàng đấy. Đứa con của thần chiến tranh đấy. Thằng nào dám xông vào đây. Chúng ta vẫn phải phòng thủ ở đây. Chưa thể đi lên được. Chưa có lực lượng. Chưa đủ lực lượng. Vẫn cần cái đội kiếm của La Mã. Kiếm của La Mã hay phết, nó ném được phi lùm nữa. Có cần nhất thiết mình phải chiếm bán đảo Hy Lạp hay không nhỉ? Nếu mình chiếm bán đảo Hy Lạp, mình sẽ giáp mặt với Sassanid, mà mình thì không chắc là mình đủ khả năng chống lại cái thằng Sassanid toi cơm đấy. Muốn chống Sassanid chắc mình chỉ có cách duy nhất, đó là đứng chặn ở bờ sông thôi. Chiến ở eo biển này còn căng và phức tạp lắm. Mình cần thêm một hạm đội nữa ở khu vực phía nam này. Phía bắc thì không cần nhiều đâu. Phía bắc mình đang duy trì một cuộc chiến mang tính chất biểu tượng thì nhiều hơn. Rồi, Hung Nô đã sang bên này rồi. Ôi, nó tấn công vào tận thủ đô của mình kìa. Tấn công tận thủ đô của mình. Trận này to à? Nó lính nắm lính dìu quá. Quên mất Hung Lăng tường thành cho cái vùng này. Trận này thì không ăn được, không có cơ sở gì để thắng. Mình biết là nó chạy vòng vòng, mình không nghĩ là nó chạy vòng xa được như này. Gớm thật. Không dám chiếm, cướp thôi. Không dám chiếm, chỉ dám cướp. Ây da, âm tiền rồi cơ. À, mình đang nâng cấp này. Khỉ thật.
rồi, phải cho quân đoàn này ra đây phòng thủ vậy. Ngọn gió thứ hai, tướng này cũng khá phết này, 38 tuổi. Chỉ số cũng ngon. Thẩm quyền khi lãnh đạo quân đoàn. Không sợ, đội quân này chủ được. Đây rồi, cho đội thuyền này về đây đã. Lại thiếu vệ sinh dịch tễ, chán thật. Kinh tế của mình là suy sụp kinh này. Nó đang lượt trước rất nhiều tiền cơ mà nhỉ, sao lượt này lại tụt kinh thế nhỉ? Thằng này chiến tranh với cả thế giới. Loạn xạ. Đánh nhau loạn xạ. Các hiệp ước với Dante. Hết tiền rồi. Sao tự dưng nghèo cái khủng này nhỉ? Từ trước mình vẫn còn khá khá tiền cơ mà. Ready for orders. Không có quân gì mạnh. Ready for battle. Thirsty for battle. Starting out. Is that all? Có mỗi đội cùng. Move out. Getting on our way. On the move, lads. Warriors all. Không tuyển được cái gì à? Tự thương mình nghèo thế nhỉ? Well met. What do you wish of me? Chẳng nhẽ nó cướp thủ đô phát mà bị nghèo thế cả. À, các cái chức trách này hết mà mình không chịu bổ nhiệm lại. Mấy thằng con ông cháu cha này phải cho nó vào chức vụ hết. Không là... Đồ đốc kìa. Tướng nào đây? Trung thành giảm này. Bổ nhiệm cho nó tí chức vụ. Thôi được à. Gì đấy? Thống đốc này ngon thế nhở? 46 tuổi. Mắn đẻ, vãi trưởng. Trinh sát. Ready for battle. Xem nào, cái thằng đệ của mình chiến tranh với thằng nào rồi? Nó chiến tranh mũi phanh an tê, nó chưa chiến tranh với thằng này. Đề nghị thằng này đã. Welcome, welcome, my friend. Chứng I will give ear to you and give tongue to the people's words. Không chịu.
Nó mặt đỏ này thì chắc là sắp đánh nhau rồi. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thằng đệ mình. Nhưng mà tại sao kinh tế của mình sụt kinh thế này nhỉ? Hay. Đến thời kỳ đen tối rồi. À đúng rồi. Cái độ màu mỡ của đất đai sau cái sự kiện vừa rồi là độ màu mỡ của đất đai đã bị giảm rất nhiều. Độ màu mỡ giảm nên là dẫn đến cái việc thất thu. Không sao. Đây rồi, bọn này nó cử quân đến, nó cứ tiếp viện quân đến, nó đánh như này là cũng được. Gây bất ổn, thằng này phía Bắc cũng không làm gì được. Bởi vì nó chiến tranh quá nhiều mặt trận. Đấy, nó định đánh vào thành này của mình ấy. Nó còn bận chiến tranh ở khá nhiều mặt trận. Nền kinh tế của mình thảm quá. Thôi xong rồi, Sassanid nó đã quyết định tham chiến chống lại mình rồi. Trời ơi, mình sẽ phải đánh nhau với cả một cái lũ Trung Đông thế này cơ. Xong rồi. Nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ là chắc phải thuyết phục anh Hung Nô sang bên đây rồi. Mấy thằng dợ này thì đấy anh giải quyết được. Mấy thằng Sassanid thì thực sự là bó tay, không thể đánh nổi. Làm sao mà lôi hết cái đám nô nó sang bên kia được nhỉ? Chỗ nào cũng có chiến tranh của nó nên nó đi đâu nó cũng đánh nhau suốt này. Anh đã bị tiêu diệt. Quân Lý Khai trong phi. Capturing new territory would spread the cost, as well as putting your troops to good use. Chi phí quân sự quá lớn, không sao. Thái tử của mình sau khi liên tiếp thắng trận đã được tăng khá nhiều uy tín. Mình thấy có một cái thằng thống đốc có khá là tuổi trẻ tài cao thôi. Đây rồi, hai đơn vị cuối cùng giao cho thái tử. Nhà vua thiếu một, không có. Thirsty for battle. Ready for battle. Ồ, hay quá. Tuyệt vời. I want hourly patrols. Thirsty for battle. Tại sao mình không chiếm luôn nhỉ? Không, thằng Hung Nô nó đốt đấy. Mình không chiếm, thằng Hung Nô nó đốt. For the tribe, let them cower before us. Golden tuyển chọn. Thành này thì liệu nó có dám công vào đây không nhỉ? À không, bên dưới này là một cái thằng này. Nó đâu có lối đi vào, nó chỉ đi được vào cái lối trên này thôi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Ừ. Chào các bạn.
trước khi đó thì mình cố gắng thử gã anh hung nô này xem anh có chịu chiến tranh với thằng Sassanid không. Before I hear your wisdom, I trust you will not object to a cup of wine. Chắc phải mất thêm ít tiền. Hung nô mà nó đánh nhau với Sassanid thì bọn ôi ôi mình chiến tranh với cả châu Phi luôn, cả Trung Đông và Bắc Phi.